Chào bà con. Chào bà con đã quay trở lại với kênh Linh Hòa Group của ngày hôm nay. Thì uh, ngày hôm nay cũng Linh Hòa cũng làm một clip này thì uh, nói nói về cái giống hành tại địa phương Linh Hòa. Để cho bà con đỡ trước thì uh, biết là cái giống từ đâu và sau á là Linh Hòa cũng giới thiệu về cái giống, cách trồng cũng như là cho mọi bà con ở mấy tỉnh miền Tây À, hay comment cho Linh Hòa là hỏi là giống này là từ đâu xuất phát từ đâu mà mình cách trồng ra sao thì hôm nay Linh Hòa cũng làm cái clip này thì đã chia sẻ đến bà con ai biết rồi thì về cái giống tại địa phương Linh Hòa đã biết thì thì theo dõi Linh Hòa thì có gì hay hơn thì comment cho Linh Hòa còn mọi người ở những tỉnh miền Tây giống như là An Giang rồi trà Vinh rồi đó hay comment Linh Hòa hỏi thì theo dõi clip và để cho linh hòa hướng dẫn sơ cách trồng cũng như là quay được cái số lượng củ hành giống và củ để khô chất lượng để bà con hiểu rõ hơn nắm bắt và nếu như uh, mọi người ở mấy tỉnh có nhu cầu thì uh, comment cho linh hòa cũng như là gọi điện trực tiếp cho linh hòa linh hòa sẽ giới thiệu cái vừa hành giống này cho bà con tự liên hệ và tự ship đến nơi cho mình nếu mình làm thử nghiệm đạt hiệu quả thì mình nhân uh, ra diện rộng đối với những tỉnh miền Tây. Còn như tỉnh Linh Hòa là tỉnh Gia Lai thì lấy cái nguồn gốc hành này là gốc ở Bình Định. Như hành uh, Linh Hòa đang giới thiệu đây á là hành giống Mỹ Thọ tại Bình Định, huyện Mỹ Thọ. Thì uh, Linh Hòa làm clip này thì cũng nói về sơ lược cũng như là nói về cái giống hành Mỹ Thọ của ngày hôm nay. Một uh, cho bà con thấy đây là giống ở Mỹ Thọ gửi lên cho Linh Hòa đây là thuộc dạng à, giống rất là khô cái đây là trồng xuống từ 7 ngày đến 10 ngày là sẽ mọc lên đều là giống như cái clip vừa rồi ở Linh Hòa là làm là cái cái giáo cách 10 ngày là cái cây hành đã, đã, lên bên như đây rồi thì đây là cái giống rất khô hiện bây giờ cái giống của Linh Hòa đây á thì trong thời điểm đây thì à, về tận tới tầng nhà là giống đang 55.000 đồng trên một ký một ký hành giống của Linh Hòa đây là tầm 200 củ đến 250 củ thì uh, đang giống linh hồ đang quay làm clip cho bà con đây là một ký ra 200 củ 200 củ giống như vậy nhưng mà bà con khi bà bà con trồng thì bà con như vậy là tính từ một củ thành uh, cái cũ củ nó rất là nhiều củ còn giống linh hồ đây là linh hồ cũng giới thiệu đây là giống mỹ thọ khi một cái giống như 200 cũ hành Bà con trồng xuống thì như địa phương lên Hòa đang làm ra thì trồng là tầm 1 tháng 10 ngày sau thì bà con cho thu hoạch là 1 kg như vậy là hiện bây giờ đang ở mùa mưa của Linh Hòa thì 1 kg cho ra năng suất là 10 kg đến 12 kg hành lá. Đó, còn nếu vào mùa chính vụ thì 1 kg ra 30 kg. Nhưng mà cái cái mùa này thì cho năng suất rất là thấp, tức là 1 kg hành giống như vậy là tầm 200 cũ thì cho ra 10 kg hành lá. Đó, mà một cái giày hiện bây giờ của địa phương Linh Thọ thì giá đang dao động từ 50.000 đến 60.000 tùy giống to hơn đây có mà nhỏ hơn đây thì nó sẽ thấp giá hơn thì đó là tại tới uh, tỉnh gia lai của Linh Thọ còn không biết là tới những cái tỉnh như miền tây của bà mọi người đang comment Linh Thọ thì giá cước xe nó khác nhau thì thì cái giá sẽ đổi lên hay thấp xuống tùy theo cái, cái nhận phí ship của cái nhà xe thì bà con cũng nên theo dõi À, rồi à, nếu như cảm thấy mình nó có làm được cái giống để nhân rộng như cái tại địa phương của bà con á thì bà con nên theo dõi kỹ cũng như là làm thí nghiệm số lượng ít nếu được thì mình nhân rộng ra thêm thì à, cái giống này á thì bà con cũng là trồng á, hàng cách hàng là tầm 10 phân rò là rò bà con làm một mét mốt còn lại là 8 hàng là cách chăm sóc dễ dàng hơn cũng giống như những cái clip bà con đã theo dõi clip mà linh Hòa đã làm clip hành nhỏ thì Linh Hòa đã chỉ cho cái cách trồng cây cách cây và hàng cách hàng và cái củ hành thì về Linh Hòa cũng đã nhắc rồi những củ như giờ đã đã còn chùm thì bà con nên tét tét ra tét ra thành củ một mà trồng cây cách cây là cứ 10 phân hàng cách hàng cũng 10 phân và rò cách rò thì một mét mốt thì bà con làm nó là Linh Hòa hứa giới thiệu về cách trồng cũng như là đây là cái giống nhưng bà con là chú ý là cho Linh Hòa là cái giống nó đồng đều cái giống này là thuộc dạng giống là đạt tầm 80-90% là cái đều của giống cái giống là đều giống chứ không phải cụ to cụ nhỏ nhưng mà con ở đây bà con là nếu như chưa biết thì như Linh hỏi chỉ là đã có cái mầm trong đây rồi đó mình kiểm tra cái mầm này là đã, đã lú xanh tức là cái giống người ta trồng được thì cái giống là đã khô chất lượng và như cảm nhận của linh hòa thì từ cái nghe cái tiếng hành mà nó kêu xào xào giờ là đã khô rồi đó, bà con còn nếu như nó chưa khô thì nó chưa nghe được tiếng dài như, như hiện bây giờ linh hòa đang làm clip của hành này thì nó đã mầm nó đã ra tới ngồi rồi mình thấy bằng mắt thường rồi chứ không phải kiểm tra như Linh Hòa đang kiểm tra như vậy. Bình thường cũ chưa khô lắm thì Linh Hòa phải kiểm tra như vậy. Thật là mọi người ở tỉnh Linh Hòa là nói chung là cái nói về giống thì bà con ở chỗ Linh Hòa thì biết nhiều rồi. Rất là nhận biết được cái giống đẹp trong sống Còn đây là Linh Hòa làm clip này thì nói về cái giống hành chỉ đến bà con những bà con đang comment trên Linh Hòa lâu nay là cứ hỏi về cái giống thì mà Linh Hòa thì cứ trả lời trên đó thì hôm nay thì Linh Hòa mới có một cái, cái clip này ra để giới thiệu cho bà con. Nhất là những anh ở tỉnh uh, Linh Hòa nhớ không lầm là An Giang cũng có và Trà Vinh cũng uh, đang hỏi cho Linh Hòa. Thì uh, anh mấy anh có theo dõi kênh Linh Hòa thì đó, hôm nay thì Linh Hòa cũng trả clip cho mấy anh. Theo dõi kỹ cái kênh clip này và nếu như cần thì cứ alo Linh Hòa cũng được hoặc là Linh Hòa sẽ giới thiệu số điện thoại của của cái vừa hành mà Linh Hòa đang làm clip đây. Giống đẹp đây cho mấy anh liên hệ trực tiếp cũng được mà liên hệ qua Linh Hòa thì Linh Hòa giới thiệu cũng được. Thì một lần nữa thì Linh Hòa làm clip kết thúc tại đây. Nếu như có gì mà bà con thấy còn thắc mắc thì cứ comment cho Linh Hòa hoặc là nhắn tin cho Linh Hòa hoặc là gọi điện cho Linh Hòa cũng được. Một lần nữa thì Linh Hòa cảm ơn bà con rất nhiều. Một nhớ đăng ký cho Linh Hòa một like, một chia sẻ và một đăng ký lên trên tất cả các trang cá nhân cho Linh Hòa. Cảm ơn bà con rất nhiều.